hai bản đồng hồ dây kim loại cực kỳ vintage và nam tính. Và xin chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em hai mẫu đồng hồ rất là giá trị anh em nhé. Hai thương hiệu lớn, hai cái thiết kế rất là tinh xảo và vô cùng nam tính anh em ạ. Và anh em nào mà đang muốn tìm cho mình những chiếc đồng hồ mà dây kim loại thì đừng bỏ lỡ video này anh em nhé. Đây là hai chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem và ủng hộ kênh của em anh em nhé. Và mẫu đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Sanzot anh em nhé. Anh em thấy không, cái thiết kế của bản đồng hồ này rất là độc đáo. Thiết kế chiếc đồng hồ này một cái thiết kế dáng tròn vintage xưa và nó cực kỳ đẹp. Cá nhân em đánh giá chiếc này không có mẫu thứ hai tại trường Việt Nam mình bởi vì nó cực kỳ độc và một thiết kế rất là đẹp tinh xảo anh em nhé. Tại sao em nói như thế, bởi vì là cái dial nền mặt anh em cùng nhìn này, cái dial nền mặt vàng mỡ làng nguyên zin với một cái thiết kế họa tiết kiểu như những cung điện châu Âu anh em ạ. Đấy, nó rất là lấp lánh ở dưới ánh điện anh em nhé. Em quay sát để tất cả các anh em xem được cái dial nền mặt nó độc, nó zin, nó nguyên bản anh em ạ. Và cái thương hiệu Sanzot này cũng là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em nhé. Bản đồng hồ này thì nó còn nguyên cái nước vàng còn rất là đẹp, đang lên bã trầu anh em này. Cái bã trầu nó lên tự nhiên rất là cổ điển anh em ạ. Cái núm zin có logo chữ S, biểu tượng của cái thương hiệu Sanzot này. Anh em cùng nhìn cái dial nền mặt cũng như là cái đáy được làm từ thép nguyên zin. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem những cái bản đồng hồ độc đáo và đẹp như này rất là giá trị anh em nhé. Và có một vị trí lệch góc 3 giờ tiện lợi. Anh em thấy không? Thiết kế kiểu hai kim hoàng gia rất là đẹp, bắt mắt và rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ anh em nhé. Dây là một cái sợi dây lắc kê vàng cùng tông màu với khung vỏ anh em nhé. Nó rất là mỏng, thích hợp cho những bản đồng hồ vintage cổ xưa. Và bản đồng hồ này thì giá trị lắm anh em ạ. Thương hiệu Sanzot rất là lớn trong những cái thương hiệu Thụy Sĩ xưa. Nên là anh em nào mà chưa có chiếc đồng hồ thương hiệu Sanzot này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Size mặt của bản đồng hồ này là size 33.5mm, mỏng chỉ có 7.5mm thôi anh em ạ. Nó cực kỳ đẹp. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nhìn nó như một khối vàng trên tay anh em ạ. Tổng thể hài hòa và vào cái sợi dây lắc kê vàng này, nó cùng khung vỏ này, cùng màu khung vỏ, cùng màu của cái dial nền mặt anh em nhé. Và bản đồng hồ Sanzot mã số 1 bên em đang giao lưu là 7.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai, một trong những cái thương hiệu mạnh cũng như là lớn trong dòng đồng hồ của Thụy Sĩ anh em ạ, thương hiệu Hubelin. Anh em đã biết đến thương hiệu này chưa ạ? Thương hiệu này nó cực kỳ là đắt đỏ ở bên thị trường nước ngoài. Anh em có thể lên Google anh em search ở cái thương hiệu Hubelin này thì giá của nó toàn trên 1.000 đô hết anh em ạ. Bởi vì tại sao? Ở Việt Nam mình rất là ít cái thương hiệu Hubelin này. Và nếu mà có thì cũng nhiều người cũng chưa biết đến cái thương hiệu này bởi vì là nó rất là ít có. Ở bên nước ngoài nó còn mạnh hơn cả Omega Longines và những cái thương hiệu mà nó không xếp tốt, những T-shirt hay là những Citina. Đấy, những cái thương hiệu đàn em của cái thương hiệu Hubelin này. Cái thương hiệu Hubelin này, lịch sử của bản đồng hồ này thì nó, cái nhà máy sản xuất ra những bộ máy này, nó có sản xuất ra những cái linh kiện dành cho những cái thương hiệu lớn như Patek Philippe này, Vacheron hay là những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Thế nên là cái thương hiệu này nó rất là đắt đỏ. Nên một bản vintage xưa Hubelin, chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay anh em nhé. Và cái dial nền mặt trắng nguyên zin. Đấy, sợi dây em kết hợp cũng là một cái sợi dây lắc kê vàng. Nước vàng còn rất là đẹp đang lên bã trầu anh em này. Đấy, được làm từ thép không gì. Và đây là một trong những cái bản đồng hồ mà cá nhân em rất là thích sưu tầm bởi vì rất là lâu rồi em mới có được một chiếc Hubelin nó đẹp như thế này anh em nhé. Và size mặt của bản đồng hồ này là size 35mm,
mỏng 11mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem cái bản đồng hồ Bubanin. Những cái bản đồng hồ Bubanin này thì thiết kế của nó rất là đơn giản và tinh tế, nó không cầu kỳ đâu anh em ạ. Nên là anh em xem, và anh em nào mà yêu thích thì anh em hãy nhanh tay gọi điện để chốt được chiếc đồng hồ giá trị này. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em hai chiếc đồng hồ, đều là những chiếc đồng hồ giá trị tầm trung và chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé. Hai bản đồng hồ sợi dây lucky vàng rất là đẹp. Và anh em nào mà chưa có những bản đồng hồ này trong bộ sưu tập, cũng như là mua để chơi Tết, thì anh em hãy nhanh tay chốt được những chiếc đồng hồ này. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có một cái thẻ bảo hành nguyên zin chính hãng. Và em cũng nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.